Chào mọi người quay lại cái kênh của em ha. Mấy hôm nay thì tại vì em có nghỉ để vừa qua một tuần nên là em không có đăng máy. Thì mọi người muốn mua máy nhanh á thì mọi người kết bạn với Zalo. Zalo cái số điện thoại của em ở cái phần tiêu đề hoặc là mô tả có cái số điện thoại kết bạn Zalo thì mua nó nhanh hơn ha. Thì hôm nay em lên video hai con máy, thì hai con máy này thật sự là dùng gia đình rất là chất lượng, nhưng mà công suất nó tốt nhưng mà cái giá thành nó lại vừa phải. Hàng bãi thì nó đa dạng nên là giá của nó đa dạng giá lắm mọi người, nó không có phải quy định chung là một loại công suất đấy là một giá đâu, tùy loại, tùy nhãn mác, tùy mẫu mã nữa, giá thành nó sẽ khác nhau nha. Nó không phải như là hàng mới nó quy định chung một giá rồi vậy đâu. Thì hôm nay em đi vào giới thiệu ha. Cái tay đầu tiên là một cặp luôn nha, hai con này là Makita ha. Makita của Đức, máy bên ngoài thì nhìn khá là đẹp. Này là có xả áp này nha mọi người, có xả áp ha. Có xả áp nè. Bộ rất là đẹp. Bộ rất là đẹp. Này công suất của nó đây 43 cc nha, nặng 4,6 kg ha. D Makita D 4345 ha. Cái con này là nòng 45 ly, 43 cc, này chưa vệ sinh gì ở trong hết nha. Máy thì bao ngon. Thì cái con này thì nó đi với cái làm, nó có lam thôi nha, không có xích. Cái lam của nó dài ha. Dài là 55, da lam nó dài 55. Lam xịn nha. Này là lam bánh xe nhưng mà lam xịn của Mỹ nha. Máy này là máy Makita của Đức nha mọi người, sản xuất tại Đức. Nó cùng kiểu dáng với Dolman á, Dolman xách nó cùng kiểu dáng luôn. Máy thì nổ rất là sướng. Máy nổ rất là mạnh nha, này cách cây lớn rất là xíu cái làm, tại vì cái này em không có bài xích vào nên là một người mua xích mới xài luôn nha, nó xài xích cũng gần như xích lớn rồi đó. Thì một người mua cái cọng xích về có thể mới luôn dùng cho nó ngon đi. Thì cái này không có xích, bớt tiền để bớt tiền cho mọi người thôi. Nếu mà mua đầy đủ lam xích, đầy đủ xích luôn á thì con này giá nó 2,6 triệu một con, nhưng mà xích nó là xích bãi, nó không thể nào như xích xích mới là nó về cắt luôn được. Thì cái con này nó có lam sẵn ha, có lam sẵn lam 55 nha. Thì con này 43 cc, cắt cây lớn ngon, ví dụ cây 50 đó 60 cắt cũng được. Con này thì giá nó chưa có xích, chưa có xích nha, máy và lam, máy và lam. Cái con này thì 2,2 triệu nha mọi người, máy và lam 2,2 triệu nha nha. Làm nó 55 cắt sướng, nó vừa tay, nó cũng không có nặng mà nó cũng không có nhẹ quá nha. Của Đức nha mọi người, bao Đức 2,2 triệu nha. Con thứ hai ha, con thứ hai làm nó cũng là Makita giống con kia thôi nha. Con này thì nó có cái chén ở trước, con này còn chén ở trước 43 45. Cái con này thì nó xài cái làm 60 58, xài 5 58 mà 5 chuột ha, 8 5 chuột. Bô ở trước còn rất là đẹp mọi người.
Bộ rất đẹp ha. Mấy hai ốc lam thì xài rất là ngon. Nhớt nó ra nữa nha. Mà gia tài chưa có xích nên nó chỉ ra ở dưới này thôi. Đây là cái e của nó. Này công tắc của nó. Nó dùng cái nhông đồng tiền nên là mình dễ thay nha mọi người. Cái nhông đồng tiền dễ thay nè. Máy thì nó bóp cực kỳ luôn, giật nó không có nặng, máy nó công suất cũng tầm trung trở lên đó. Gần công suất lớn đó. Nhưng mà giật nó không có nặng nha. Giật rất là nhạy nổ, do mới nãy em chưa bật công tắc. Giật rất là nhạy nổ, giật một cái là nổ liền không. Ok. Thì cái này nó cũng như cái kia thôi. Nó cùng công suất, cùng mã, cùng nhãn hiệu. Giá của nó là cả cây lam luôn ha. Và cái máy không có xích, giá của nó là 2 triệu 2 nha. Còn muốn bỏ xích vào thì giá của nó là 2 triệu 6 nha. Thôi mua về mua xích mới đi xài nó cho nó sướng. Đúng rồi. Mua thì nhanh tay hơn. Những con máy này thì công suất nó vừa cho mình dùng gia đình, vừa không có nặng tay quá, nhưng mà nó lại cưa được cây lớn, giá thành nó hợp lý, thì mọi người mua sẽ rất là tiện nha. Hình thức giao dịch thì mọi người xem kênh em đã biết rồi. Còn ai chưa biết thì đọc cái phần mô tả của video giùm em ha.